Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để add member vào group Telegram một cách thủ công. Vâng, thưa quý vị, Telegram là một mạng xã hội rất thông dụng và phổ biến tại Việt Nam. Thường thì những người họ thích marketing, quảng bá thương hiệu hoặc thậm chí là lừa đảo, thậm chí là những cái dịch vụ đa cấp, họ sử dụng các phần mềm để add member vào group. Thì nếu như quý vị không có phần mềm thì quý vị có thể add một cách thủ công. Nhưng quý vị lưu ý, mỗi một cái tài khoản Telegram chỉ trong vòng 24 giờ chỉ có thể add được 50 member trở xuống. Và nếu quý vị bị Telegram nó phát hiện là quý vị add mem thì Telegram nó sẽ khóa tài khoản hoặc là khóa cái group của quý vị một thời gian. Cho nên quý vị lưu ý là add khoảng độ 30 member một ngày thôi, và quý vị lấy cái số điện thoại khác quý vị đăng ký, hôm sau quý vị đổi cái tài khoản đi. Và quý vị có thể add thưa ra, cách 2-3 ngày quý vị add một lần. Ok, ví dụ đây là một cái group, tôi muốn add mem vào cái group này. Bây giờ tôi sẽ vào cái biểu tượng của group phía bên trên góc tay phải màn hình. Vuốt màn hình lên, có từ add member tại cái ô tìm kiếm này. Tôi sẽ tìm kiếm một cái tên bất kỳ. Ví dụ tôi sẽ đánh tên bất kỳ. Quý vị cần lưu ý, quý vị phải nhập A còng đằng trước. Đó, một cái tên này. Tiếp theo tôi sẽ chọn một cái tên nữa. Rồi, lại một cái tên tiếp theo. Rồi, ví dụ tôi sẽ chọn add 5 cái link này. Tôi sẽ chọn vào tan. Ok, vậy là đã add thành viên vào group. Đó. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.